Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 31 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, dưới cơn mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lộ bộ mặt lưu manh. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực mới Hồng An và sân bay Đại Hưng Bắc Kinh, đã để sử dụng 7 khu vực chứa và giữ lũ ở Hà Bắc, bao gồm thành phố Trắc Châu và thành phố Lang Phương. Theo cách nói phổ biến của những người bình thường, chừng nào bạn còn ở trong khu vực chứa và giữ lũ, bạn sẽ bị ngập lụt và không có gì. Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ Tài nguyên nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt về phòng chống lũ lụt ở lưu vực sông Hải Hà, yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các mục tiêu phòng thủ trọng điểm như khu vực mới Hồng An và sân bay Đại Hưng Bắc Kinh. Theo một báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Tư, 7 khu vực lưu giữ và giam giữ lũ lụt đã liên tiếp được đưa ra ở Hà Bắc như Ninh Ba nằm ở phía đông của quận Long Giao và phía nam của quận Ninh Tân ở thành phố Hình Đài. Đại Lục Trạch nằm ở quận Nhậm Trạch của thành phố Hình Đài. Khu vực phân lũ của sông Tiểu Thanh nằm ở thành phố Trắc Châu, thành phố Bảo Định. Lan Câu Hoa nằm ở thành phố Trắc Châu, thành phố Bảo Định. Đông Điếm nằm ở thành phố Bá Châu, thành phố Lang Phường. Khu vực ngập lụt Tây An nằm ở quận Tây An, thành phố Thương Châu. Khu vực lũ lụt sông Vĩnh Định nằm ở quận Quảng Dương, quận An Ninh, quận Vĩnh Định, thành phố Lang Phường. Theo báo cáo, tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hà Bắc đã liên tiếp mở 7 khu vực chứa lũ và tạm giữ, đồng thời hoàn thành việc di chuyển 847.400 người. Nói cách khác, gần 1 triệu người đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ định là khu vực chứa và giam giữ lũ lụt sẽ bị nhấn chìm một cách vô ích. Có thể thấy từ vị trí địa lý, việc xả lũ Trắc Châu có thể làm giảm đáng kể áp lực của lũ thượng nguồn đối với sân bay Đại Hưng Bắc Kinh và khu vực mới Hồng An. Trắc Châu, Hà Bắc nằm ở giữa Bắc Kinh và Hồng An, có độ cao trung bình 37m, cách Tây An khoảng 100km và cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 70km. Hồng An nằm ở rìa hồ Bách Dương Điếm với độ cao từ 7 đến 19m. Mực nước của hồ Bách Dương Điếm luôn ổn định ở mức 6,5 đến 7m. Trong 2 năm qua, mực nước cao nhất của hồ Bách Dương Điếm đạt 7,4m. Chỉ cần một lượng lớn lũ từ thượng nguồn đổ về, mực nước hồ Bách Dương Điếm sẽ tăng vọt, trực tiếp nhấn chìm Nam Điếm và Trung Nguyên ở khu mới Hồng An, thậm chí uy hiếp Bắc Thành. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu tiên kích hoạt khu vực xả lũ ở Trắc Châu, Hà Bắc, hiện là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Tư, tại Trắc Châu, Hà Bắc và các con đường trong vùng bị ngập lụt, có nơi ngập sâu đến 6m, cao gần bằng chiều cao cột đèn giao thông. Mặc dù chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố rằng họ nên theo dõi mọi khu vực chứa và trữ lũ đã được mở hoặc sẽ sớm được mở, đồng thời đưa ra dự báo chính xác về diễn biến của lũ lụt trong khu vực. Tuy nhiên, người dân ở Trắc Châu cho biết nhiều người dân hoàn toàn không nhận được thông báo xả lũ hoặc chỉ nhận được thông báo trước 1 đến 2 giờ đồng hồ nên không kịp sơ tán. Đoạn video cho thấy vào sáng sớm ngày thứ Tư, người dân đã đối đầu với cảnh sát ở bờ kè phía tây của cầu Khi Sun ở Trắc Châu cố gắng ngăn cản chính quyền đào bờ bao để xả lũ. Người dân thắc mắc tại sao khi có nơi xả lũ ở thôn chúng tôi lại phải đào đê. Vì không có giấy đỏ nên những người này tự ý đào đê có phải là tội ác không? Vì người dân và cảnh sát không chống lại nhau, tại sao lại đưa ra một cảnh sát như vậy vào đây? Giúp chúng tôi với! Có thông tin cho rằng nhiều dân làng đã bị cảnh sát bắt giữ và chính quyền buộc phải đào bờ bao để xả lũ và tất cả các làng lân cận đều bị ngập lụt ngay lập tức. Mặc dù dân làng đều biết rằng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc để cưỡng bức đào đê xả lũ ở Trắc Châu để bảo vệ Hồng An, nhưng họ không có lý do gì cụ thể. Từ việc xả lũ nguy hiểm do mực nước các sông dâng cao đến cư dân bị mắc kẹt trong các thành phố ngập nước, thực trạng này đang thách thức hệ thống ứng phó thảm họa với lượng mưa kỷ lục kéo dài thời gian rút nước mất nhiều tuần sau cơn bão mạnh trong nhiều năm. Khi cơn bão Doksuri đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc, mưa lớn đã trút xuống và vỡ kỷ lục mưa 140 năm ở Bắc Kinh, thậm chí lượng mưa đổ xuống Hà Bắc còn vượt tổng lượng mưa cả năm. Tiếp tục, khi tàn dư của cơn bão đến các tỉnh biên giới phía đông bắc của Trung Quốc và mưa bắt đầu giảm dần, một khu vực có diện tích bằng nước Anh phải vật lộn với công tác hậu cần để xả nước an toàn cho các tuyến đường thủy và hồ chứa, đồng thời giải cứu hàng chục nghìn người bị mắc kẹt trong nhà. Lưu vực sông Hải, nơi hội tụ của 5 con sông ở miền Bắc Trung Quốc đang trải qua quá trình tiến hóa lũ.
Theo truyền thông nhà nước đưa tin, các hệ thống kỹ thuật kiểm soát lũ được cho là phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt nhất kể từ trận lụt năm 1996. Mùa hè năm 1996, lũ lụt trên diện rộng ở lưu vực sông Dương Tử, miền Trung Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của khoảng 2.800 người, làm hư hại hàng triệu ngôi nhà và khiến nhiều vùng đất trồng trọt bị ngập lụt. Các nhà chức trách ở Hà Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp thiên tai lên 2 từ 3, trong khi Bắc Kinh giữ nguyên cảnh báo về sạt lở đất ở vùng ngoại ô. Nước lũ có thể mất tới một tháng để rút ở Hà Bắc. Tại đó, thành phố Trắc Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo một quan chức Bộ Tài nguyên nước tiết lộ, cho đến nay, khoảng 100.000 người ở thành phố này đã được sơ tán, tương đương 1/6 dân số thành phố. Từ lâu, Trung Quốc đã nhận thức được nguy cơ ngập úng đô thị. Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây, đã tạo ra những khu vực đô thị rộng lớn bao phủ các vùng ngập lũ bằng bê tông. Thời tiết cực đoan do sự nóng lên toàn cầu đang làm cho nó trở nên tồi tệ hơn. Dữ liệu chính thức cho thấy khoảng 98% trong số 654 thành phố lớn của Trung Quốc dễ bị lũ lụt và ngập úng. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc cho biết lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc có thể tăng tới 50% trong tháng 8. Một khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng ở thành phố Trắc Châu là thị trấn Ma Tu, nơi đường xá biến thành sông, nguồn cung điện và nước bị cắt, tín hiệu điện thoại di động bị mất và người dân mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cứu hộ đã dùng thuyền cao su tiếp cận người dân mắc kẹt ở vùng nước ngập. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc, ở những nơi nước cao đến đầu gối, người dân đã được xe chở đến nơi an toàn, tuy nhiên nỗ lực giải cứu vẫn gặp nhiều khó khăn. Các quan chức quản lý khẩn cấp và chính quyền địa phương đã ngừng tiếp nhận các đội cứu hộ mới từ nơi khác với lý do các con đường bị chặn và thiếu sự phối hợp thống nhất làm tăng thêm mối lo ngại về an toàn. Truyền thông nhà nước cho biết, lực lượng cứu hộ từ khắp Trung Quốc đã ngỏ ý xin hỗ trợ cứu trợ lũ lụt ở Trắc Châu. Nhưng một số đơn vị chưa nhận được sự chấp thuận của các quan chức địa phương. Trung Quốc hiện phải đối mặt với thời tiết mưa bão nhiều hơn với cơn bão Kanun đang di chuyển trên biển Hoa Đông và phía Nhật Bản và dự báo sẽ đổ bộ vào các tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến của Trung Quốc vào 2 ngày tới. Mưa lũ tiếp tục nhấn chìm các cánh đồng và trang trại ở Hắc Long Giang, nơi được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất phía Bắc Trung Quốc. Tại nhiều thành phố của Trung Quốc, nước lũ rút lộ ra khung cảnh hoang tàn, trong khi đó một cơn bão mới đang chuẩn bị ập đến, theo dự báo. Do ảnh hưởng của bão Doksuri hôm nay, mưa lớn tiếp tục trút xuống nhiều vùng thuộc tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn nhất của Trung Quốc, nhấn chìm các trang trại trong biển nước. Tỉnh Hắc Long Giang, nơi được mệnh danh là vựa lúa lớn nhất của Trung Quốc, là địa phương mới nhất chịu ảnh hưởng của bão Doksuri. Lũ lụt ngày càng nghiêm trọng đã tràn vào các thành phố trên khắp đất nước trong khi hoạt động cứu hộ sau bão Doksuri đang khẩn trương diễn ra. Doksuri là một trong những cơn bão mạnh nhất ở Trung Quốc trong nhiều năm qua, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán. Kể từ khi đổ bộ vào Trung Quốc cách đây một tuần, bão Doksuri đã khiến thủ đô Bắc Kinh và một số thành phố khác ngập trong biển nước. Ở những vùng nước lũ đã rút, hiện ra khung cảnh ngổn ngang, hoang tàn, ô tô lật ngược trong nước lũ. Tỉnh Hắc Long Giang đã cảnh báo người dân về khả năng thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn, bao gồm cả lũ xoáy và nâng mức cảnh báo lũ lụt tới 2 lần kể từ tối qua. Hiện một số khu vực cảnh báo mưa có thể ngập 10 cm chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Tại thủ phủ Cáp Nhĩ Tân, hai ô tô đã lao xuống hố sụt xuất hiện trên đường cao tốc gần một con sông. Mực nước sông đang dâng cao do lũ, các cánh đồng lúa ngập trong nước và dân làng ở những vùng trũng thấp được yêu cầu sơ tán. Video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một con dê đứng trên mái nhà tránh lũ và một con lợn đang cố bơi ngược dòng nước lũ. Mưa bão và lũ lụt gây ra mất điện ở thành phố Thiện Chí, tỉnh Hắc Long Giang. Các siêu thị đang dần cạn kiệt hàng hóa, xa hơn về phía nam. Tại khu vực trồng ngô của Cát Lâm, các lán trại đã được dựng cho 12.550 người sơ tán bão khỏi thành phố Thư Lan do mưa lũ đã gây ngập tới nửa mét. Không chỉ gây thiệt hại về nông nghiệp, lũ lụt đã tàn phá các khu vực công nghiệp. Theo dự báo, một cơn bão khác lại đổ bộ vào Trung Quốc nối tiếp bão Doksuri. Bão Doksuri, một trong những cơn bão mạnh nhất Trung Quốc trong nhiều năm qua, với lượng mưa kỷ lục đã khiến nước sông dâng cao nguy hiểm. Ở Trung Quốc, nhiều cư dân bị mắc kẹt trong thành phố ngập nước, có thể phải mất nhiều tuần để nước mưa rút đi. Trong tuần này, bão Doksuri đổ bộ vào Trung Quốc với lượng mưa khủng khiếp phá vỡ kỷ lục trong 140 năm qua ở Bắc Kinh. Ở tỉnh Đông Dân Hà Bắc, lượng mưa do bão Doksuri bằng lượng mưa cả năm của địa phương. Tính đến thứ năm vừa qua, hơn 1,2 triệu người ở vùng lũ Hà Bắc đã được sơ tán tới nơi an toàn.
Theo chính quyền địa phương, lượng mưa ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc đã vượt gấp đôi khả năng chứa nước của các hồ chứa cỡ lớn và vừa. Lưu vực sông Hải Hà, nơi hội tụ của 5 con sông chảy qua Hà Bắc và Bắc Kinh, đang chịu ảnh hưởng lũ lụt nghiêm trọng do bão Doksuri. Các nhà chức trách ở tỉnh Hà Bắc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với thiên tai. Bắc Kinh ra cảnh báo về tình trạng sạt lở đất ở vùng ngoại ô. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia Trung Quốc cảnh báo lượng mưa ở các tỉnh phía Đông Bắc có thể cao hơn 50% so với bình thường trong tháng 8. Ở thị trấn Mã Đầu, Hà Bắc, các con đường biến thành sông do nước lũ, điện nước sinh hoạt bị cắt, không có sóng điện thoại, nhiều cư dân mắc kẹt trong nhà. Lực lượng cứu hộ trên thuyền và bè cao su đi qua những con đường ngập lũ để đưa những người dân mắc kẹt ở các chung cư sơ tán tới nơi an toàn. Một số nơi ở Trác Châu thậm chí còn ngập sâu tới 6 mét. Theo dự báo, có thể phải mất tới một tháng để nước lũ rút hết ở tỉnh Hà Bắc. Khoảng 100.000 người ở thành phố Trác Châu, tương đương 1/6 dân số địa phương, nơi chịu ảnh hưởng lũ lụt nặng nề nhất của Hà Bắc đã được sơ tán. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!